Soi còn thỉnh thoảng anh ấy đi làm, sáng dậy đi làm Soi còn không mở mắt được mà chào ấy chứ. Soi đi nhắm mắt đi. Cắt thôi. Chú đi mi khai. Tung chân cúc. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mời mọi người ăn lẩu bò với nhà Soi nhá. Đây là nguồn nước dùng. 겨울에는 역시 샤브샤브죠. Why? 콜라 한 잔 받고. Okay. 그렇게 oh. 왜 이렇게 옆으로 왜 하는 거야? 아, 거품 때문에. 거품이 있지도 않아요, 이건. 저 뭘까요? 속식 거죠? 저 속식 거죠? 내일 ăn trước này. Hôm nay cũng là lẩu có nhà có gì ăn lấy mọi người ạ. Nhà có gì là cho vào ăn lại cơ. 수아니가 이거 고기 이렇게 다 잘랐어. 잠깐 나 너도 anh ấy thấy Thái này đúng không? 어 처음 먹어봐요. Ở Việt Nam là Thái kiểu đúng lẩu và Thái kiểu nhà mỏng mỏng như này mọi người ạ. Chan chan. À, 우리는 콜라도 건강하게 제로 콜라 먹어요. Anh cũng bảo là cái coca mà loại không tăng cân ấy, cái gì gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, 0 calo, 0 calo. Không calo ấy, cái loại không calo để phải tăng cân ấy. Hôm nay không? Có rau cải chip này, rau cúc này, nấm kim châm này với cả cải. Cho nó cải chip vào. 아, 샤브샤브는 이 토마토가 들어가서 진짜 색깔이 이쁘고 건강에 좋대 이게 토마토가. 응. 오늘 산 콩콩한 마오 진짜 맛이 있었대. Thôi, chỉ rót tí nữa. Mời mọi người nha. Mời mời ăn cơm nha. Ui, có thịt sa tế vào nó cay cay. Tê tê. Giá chất cho bà xinh nhẹ. Rau ngon là bởi vì có nước dùng ngon. Sốt sự mà chẳng phải không? Ừ. Ủa, chín rồi, ba này, ăn được rồi. Ừ. Ý dạ. Đó, cho. Cho xúc xích vào nhanh chỉ là ăn được này. Ngon quá. Mấy cả. Xúc xích là ngon nhưng 야채도 맛있지만 나는 숙식 햄버거 이런 스타일 약간 아메리칸 스타일인가 봐요. Anh Ngọc Du thì suốt ngày thì hamburger với cả kiểu dạng như là các đồ ăn nhanh ấy. Trời ơi, hamburger này, khoai tây chiên này, pizza này, kiểu thích suốt ngày ấy. Dạ, còn để hamburger만 한 일주일 먹으라고 해도 먹을 수 있어. Soan đang bảo anh Ngọc Du bảo thích hamburger thế là lúc hồi trước không ở lại bên Mỹ luôn ấy, không sống luôn bên Mỹ đi. Wow. Có nè. Xúc xích này ngon thật đấy. Rồi, để Soan cho một ít nấm nè, nấm kim châm này. Cho thịt bò nhé. Thịt bò là phải nhúng với thủng giống kiểu Việt Nam luôn mọi người này. Bình thường ấy, nếu mà bò Việt Nam thì Soan sẽ mua về Soan sẽ ướp một tí. Nhưng mà bò thịt bò Hàn Quốc, bò này rất là ngon đấy. Thịt này rất là ngon luôn cho nên không ướp gì luôn mọi người ạ. 소환이의 방법인가 봐요. 이렇게 해가지고 넣는 거고. 나는 이런 거 그냥 다 넣으면 되는데 소환이는 이렇게 넣는 거고. 아니, 그거 몰라. 그게 chắc là cách của Soan. Không phải đâu mà là cái này là cách của người Việt Nam ấy mọi người nhờ. Bò cho vào trong cái này thôi. Bò thịt bò của Hàn này rất là ngon luôn mọi người. Nói chung là đúng là kiểu đắt đấy. Đắt thật sắp giảm miếng. Rồi, thì nữa qua. 진주 진주 thịt bò thì chỉ thế này thôi. Jinju. Cái này là một lần sau vậy cho ra như thế này ăn ăn như thế này luôn. Bỏ vào rồi. Bỏ vào bún kia. Ăn thử thịt bò. Ui, 약간 먹는 게 ngon quá. Là mùa đông lẩu là chân ái. Dạ, cho bà thích sao? Không nhưng mà phải công nhận xúc xích ngon thật ý. Ừ, bình thường ăn lẩu nhà Soan ít cho xúc xích lắm. Hôm nay là kiểu nhà có xúc xích thì Soan cho vào luôn á. Ừ, nấm rất chín đấy ạ. Thank you. Bà
Hôm nay làm rất là nhiều thịt bò cho nên phải cho thịt bò vào ăn. Ăn dần, ăn dần. Chà đi có sao mà ngồi không? Anh em ăn chốt cơm. Thịt chim cút thì nó chà đi khéo mọc, thịt chim cút thì nó chà chim cút khéo mọc. Thế là thịt chim cút thì nó chà đi 있는 것도 많아. 그 사람마다 달라. 근데 나 돼지고기 먹을 때 우리 소환이랑 오빠랑 삼겹살 먹을 때 돼지고기 완전 바싹하게 먹잖아. Thịt lợn thì phải thế thật. Ở bên tại vì thực ra thịt lợn ở bên này nó cũng hơi có mùi ấy mọi người. Cho nên là phải kiểu là thường là sẽ rán rất là kỹ xong mới ăn. Còn thịt bò thì như thế này sơ sơ là được rồi. 우리는 보통 돼지고기 먹을 때 거의 태워 먹. 약간 바삭바삭하게 만들어. Nó phải rán giòn giòn rồi mới ăn ấy. Quá xinh chân ha. Cho ăn. Bò chân ái. Thôi. Cho rau vào. Ok. Đây là một loại cải khác nữa chứ. Nhập kim châm vào. À, thử không? Xả, xả. À, xả. Nó xả yêu, yêu rộng nào. Có biết không? Xả. Mọi người tất nhiên là biết rồi. Mua thịt bò này về sau thái như thế này ăn ăn lẩu ngon thật đấy. Ai cái 고기 국물이 배가지고 맛있어. Ồ đúng rồi. Lát nữa cuối cùng sẽ ăn 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 mì. 최고죠. 그거만 한 게 없죠. Tim mì gói mà nhắc đến mì cái đó. 근데 오늘 운동 잘했나 소환이? Ừ đúng rồi. Đi tập về xong bây giờ mới ăn mì ngon. Bây giờ tôi đã uống đồ, hay mà nghe hả? Ôi, hôm nay á tập hôm nay có nhiều người mới cho nên là tập có nhiều người mới xong rồi kiểu không có chỗ mấy á mọi người, ít chỗ, thế là cô giáo một cô thì tập còn một cô thì đứng quan sát. Cô kiểu cô đứng quan sát từ đầu đến cuối cho nên kiểu không dám tập lơ là, phải tập cho đàng hoàng. Cho nên mệt ơi là mệt, ra về ai cũng bảo là đấy, hôm nay tập mệt hơn nhỉ bởi vì có cô đứng giám sát. Okay. Cô ấy vận động 하는데 1 시간 정도 하거든요. 근데 2분 쉬어요, 2분. Tập là 50 phút nhưng mà kiểu bình thường như ở Việt Nam mình cho gọi là tập xong một bài thì cho nghỉ khoảng tầm 30 giây đến 1 phút gì đấy. Hoặc là gọi là cho nghỉ 1-2 phút cũng có, nhưng mà ấy ở bên này thì lúc bọn San tập là một cô đứng trên để tập để hướng dẫn ấy, còn một cô là kiểu chỉ có chuyển bài các thứ. Cũng có tập cùng nhưng mà đa số là cô sẽ chuyển bài cho nên là xong cái là chuyển bài, xong cái là chuyển bài. Wow, liên tục như thế luôn. Trời ơi, 50 phút gọi là gần như là chắc là tổng thời gian nghỉ của 50 phút thì chắc nghỉ được khoảng tầm 2 phút thì nhỉ? Chắc chỉ tầm đấy thôi. Đấy rồi. Đổi bài liên tục luôn. Rất là mệt. 그래도 일하고 운동하러 가니까 몸 쓰니까 좋잖아. 너무 많이 와요. 나 정말 xả sợ chết mà. Mà với cả có vận động một tí thì mình mới kiểu cảm thấy người nó nhẹ hơn mọi người. Wow, tên tên đi. Nhiều chưa? À, để Soan kể cho mọi người nghe chuyện đi tập. Đầu tiên là kiểu họ đến phát tờ rơi ấy mọi người. Họ đến phát tờ rơi, họ dán ở trước cửa nhà Soan ấy. Xong rồi cuối cùng là Soan và anh Hương Du đi vào đọc. Đọc xong thì anh Hương Du gọi điện đến để hỏi cô giáo là lịch tập như thế nào, xong rồi thời gian như thế nào, các thứ xem có phù hợp hay không. Thì đầu tiên kiểu là lịch tập thì ở đây chỉ có tập trong tuần thôi, còn cuối tuần không tập. Soan nghĩ là cuối tuần thì mình nhiều thời gian rảnh hơn mà lại không tập thì hơi phí, cũng lưỡng lự không đi rồi. Nhưng mà xong thôi, cô giáo bảo là nếu mà muốn tập thì tối nay đến giờ đấy thì đến. Thế là xong rồi hai đứa nha Soan đi đến tập thử một hôm ấy, xong xem thế nào. Thì lúc mà hai vợ chồng đến, cô giáo bảo là hôm nay nghe kiểu là con trai gọi đến ấy, thì cô tưởng là hôm nay có thêm một thành viên nam nữa đến tập chứ. Nhưng mà hóa ra là đưa vợ đến tập. Bởi vì ở đấy có một chú, thực ra là có hai chú nhưng có một chú thì ít khi đến, còn có một chú thì hay đến tập hơn, còn lại là con gái hết. Còn lại các cô và các chị đi tập được hai bữa rồi, xong rồi đến bữa thứ hai thì cái chú đấy kiểu mấy người nói chuyện với nhau ấy, mấy cô chú nói chuyện với nhau xong rồi kiểu
kiểu nhìn thấy trẻ trẻ ấy. Xong các cô chú mới hỏi, kiểu bọn nói chuyện với nhau xong rồi chú đấy mới chạy lại hỏi rằng bảo là thất lễ một chút, xin thất lễ một chút là có thể hỏi tuổi mấy tuổi được không? Xong xong bảo là 33 tuổi rồi. Xong rồi chú bảo trời ơi, tưởng mấy mấy cô ấy đang bảo là tưởng là học sinh lớp 3. mà chú ấy thì biết là hôm đấy kiểu chồng đưa đến thì chú ấy thì là biết là lấy chồng rồi thì chắc chắn là không phải học sinh cấp 3 rồi, nhưng mà chú kiểu nghĩ chỉ có hai mấy tuổi thôi ấy. Ai dè là ấy. Xong rồi chú bảo là tại vì là mấy cô cứ bảo là chắc là học sinh cấp 3 nên chú mới hỏi. Mấy cô chú cũng thân thiện nhưng mà cũng không nói chuyện nhiều, bởi vì đến giờ thì tập xong thì hết giờ mọi người đi về ấy, chứ không nói chuyện nhiều. Có kiểu đến sớm thì kiểu chào hỏi nhau xong rồi nói vài răng câu ba điều thôi. Xong rồi đi tập ở đấy thì có rất là nhiều chị ở cùng chung cư với Soan đi tập luôn. Chỗ này chỗ tập ở cách chỗ nhà Soan là 700m. Thì ở chung cư này số người đi tập cũng nhiều lắm, chắc phải tầm 6-7 chị ấy. Xong rồi kiểu đi cùng với nhau cũng còn nói chuyện. Xong rồi có chị thì cũng thân luôn. Mà cô ý có nói à để... Rồi, sao đi cho nước thịt bò nhá. Không có gì mổ thế. À, đi tập á mọi người. Xong rồi kiểu vừa đi lúc đi mà gặp các chị thì cũng có nói chuyện với nhau này. Xong rồi lúc về cũng có nói chuyện. Thế có hôm có một chị mà em mới hỏi sao mà chị ấy cũng chỉ khoảng tầm 40 mấy tuổi ấy nhỉ, 40 mấy tuổi ấy, nhưng mà đối với Xoay kiểu chỉ hơn có chục tuổi thì vẫn gọi là chị, cũng gọi là chưa đến đầu năm đâu nhá. Mà chị hỏi là thế bình thường thì em mấy giờ ngủ dậy? Thế là Xoan bảo là buổi sáng thì chắc tầm 8 giờ 8 rưỡi em mới dậy. Xong rồi bảo là thế chồng mấy giờ đi làm? Thế bảo là Xoan bảo là chồng thì 7 rưỡi đã dậy đi làm rồi, 7 rưỡi dậy xong rồi chuẩn bị xong rồi gần 8 giờ đi làm. Thế chị bảo là ủa thế thì không phải là chuẩn bị nấu cơm sáng cho chồng các thứ à? Xong với chị bảo là có cách dạy chồng tốt nhỉ. Xong bảo là đúng là tuổi trẻ bây giờ sống mấy nhỉ, như chị ý kiểu cũng gọi là chưa đến U50 đâu mà kiểu rất là kiểu như là sống theo kiểu là hơi giống những người Hàn Quốc thời trước ấy. Chị bảo là bây giờ nhá, chị kiểu là buổi sáng đi làm muộn hơn chồng nhưng mà sáng dậy vẫn phải nấu ăn sáng cho chồng này. Những hôm mà ví dụ ấy, chồng mà không ăn sáng chẳng hạn thì cũng phải là dậy xong rồi kiểu rác cửa chào chồng để chồng đi làm xong mới vào có thể ngủ tiếp hoặc làm gì thì làm ấy. Sau đó chị bảo là ui xuống thì em cứ ấy, thế bảo là lúc chồng đi làm thì vợ cứ nằm ngủ và chồng đi làm mà. Xong sao bảo vâng. Xoan còn thỉnh thoảng anh ấy đi làm sáng dậy đi làm Xoan còn không mở mắt được mà chào ấy chứ. Xoan đi nhắm mắt đi thật thôi chối mi khai mắt nhắm tiếp lại ấy. Còn như chị bảo là phải dậy xong rồi ra trước cửa chào chồng để rồi gọi là để chồng đi làm xong rồi vào mới kiểu thích ngủ tiếp thì ngủ, thích làm gì thì làm chứ trời ơi. Đúng kiểu như ở trên phim thời xưa ấy mọi người nha. Mà đúng là chính vì lần đấy như thế xong sao mới biết là ấy kiểu là thời của các chị mà vẫn đang còn như thế. Thực ra ấy như thời bố mẹ chồng nhà Soan ấy thì là còn có thể như thế cũng mấy, bởi vì là xem trên phim thì cũng có như thế mà. Nhưng mà các chị chỉ có gọi là đang đầu bốn thôi mà như thế thì đúng á. Cũng có nhiều người ra trường hết ấy. Chồng Hàn chị khó quá, cuộc sống chị khó quá. Đúng rồi anh ơi, cuộc sống của chị khó quá thật trời ơi ấy. Bình thường mà chuẩn bị cơm thì nhiều lúc ví dụ như chồng mà ăn sáng ấy thì là nhà Soan thì hai đứa kiểu cũng ăn sáng cái gì đơn giản, hoặc là có thể không ăn anh ngư thì không ăn đi làm luôn thì không nói làm gì. Nhưng mà kiểu ví dụ ai mà ăn sáng thì nhiều lúc nếu mà vợ chuẩn bị sẵn rồi thì có thể ăn cũng được, còn không ăn thì cứ thế mà đi làm. Nhưng mà đây chị bảo là kể cả không ăn sáng thì cũng vẫn phải dậy chào chồng rồi mày. Mày ấy chịu luôn. Xong rồi chị còn trêu bảo là đúng là giới trẻ thời nay sống thật là sướng, kiểu với cả kiểu là cách dạy chồng tốt ấy.
오. 전 nốt lần này xong rồi ấy, cho nốt rồi. Cho nốt ra và xong ăn mì đi. 하고 나오지만 언니 힘들게 사네. Có chị thì thế, còn có chị thì kiểu à, bây giờ con đang còn bé mọi người mà muốn đi tập quá, kiểu chị bảo là vì sao chị này muốn đi tập, bởi vì chị thích ăn. Bảo là cứ cuối tuần chị cứ đi ăn ngoài, xong ăn lắm đồ này đồ khác, xong vào và cuối cùng trong tuần là chị phải nhất định phải đi tập. Mà con thì nhiều lúc còn đến giờ thì hai vợ chồng với nhau thôi, ví dụ chồng mà tan làm muộn là chẳng có ai trông con cho cả ấy. Thế xong nhiều hôm ấy, chị phải bế cả con đến đấy, con thì cho chơi điện thoại ở đằng sau, còn mẹ thì tập với các cô các bác, hoặc là có hôm thì đến đấy xong rồi nó chơi điện thoại thì nằm xèo nó ngủ, nhạc sầm sầm như thế nó vẫn ngủ được. Xong rồi chị tập, xong bây giờ mấy hôm trời tuyết các thứ thì chị cứ hay nghỉ, bởi vì là trời tuyết thì bế con đi không bế được á, thế là cứ phải ở nhà trông con rồi cũng nghỉ nhiều. Xong chị cứ trêu, chị cứ trêu bảo là Xoan cũng xác định dần đi, hôm sau mà có con rồi chắc cũng chẳng định đi tập mấy đâu. Vì cơ bản là ở riêng ấy mọi người, ở riêng ấy cũng chẳng có ai trông cho cả ấy. Thỉnh thoảng chị cứ trêu bảo em xác định dần đi. Mấy lần kiểu anh Hồng Du đến đón ấy, anh Hồng Du đến đón thôi, mấy chị cứ khen bảo là đúng là vợ chồng Son tình cảm thế. Trêu bảo lắm, chồng chăm sóc tốt thế, bây giờ cho mì đi. Ôi, ăn hết các đồ ăn rồi, bây giờ cho mì vào được đó. Rồi á. À, anh Hồng Du mua cái mì này là kiểu mì mà không có gói gia vị á, là để khi nào mà ăn gọi là tất cả những món canh gì mà muốn cho mì vào á, là cho cái mì này. Bên này thì canh kim chi cũng hay, cuối cùng cũng hay cho mì vào ăn lắm. Anh rất là anh Hồng Du thích ăn mì cho nên là. Shabu shabu 먹고 나서는 라면 무조건 먹어야 돼. 라면 사리를. 어, 정말. 아니면 라면 살 아니면 분 같은 거 있잖아요. 아, 정말. 안 먹어. 상에 phải thường cho mì hoặc là bún. Nhưng mà mọi người thường ăn mì nhiều hơn. Đó, được chưa? Chưa chín. Anh Hồng Du thích ăn kiểu mì ăn sống sống ấy. Còn Xoan này lại thích ăn chín cho nên là lúc nào cho anh Hồng Du ăn trước không? Chocolate. Đây 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 đây, lấy cái này ok, lấy cái này. Chocolate làm được rồi đấy. Y bỏ. Chưa chín hộp à? Chưa chín thì mà qua đi. Thành niên là rất kiểu ăn mì là toàn ăn sống sống thôi, Xoan là phải để chín mới ăn. Y bỏ gì? Chân ái của anh Đông Du đây. Bây giờ là chín rồi này, bây giờ là Xoan ăn được rồi. Wow, ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Ăn cho chơi cánh trúc cánh mai ra rồi. Chào. Ngon quá, ngon quá. Xong. Video này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video sau nhé. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh của Hồ Văn Doan nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye, bye.